trời đẹp luôn nè anh em ơi, mới về Hyundai Accent 2012 số tự động gia đình nguyên zin không lỗi nha, mâm lớp vỏ rất đẹp. Anh chị về cái việc lên xe và đi không làm ngày nào nữa ha. Máy số gầm ngon, bây giờ em đang để cho anh mình ảnh quýnh bát lại cái. Quýnh bát lại cái. Đây là Accent số tự động nha. 2012 nguyên zin gia đình, dàn ghế gia zin luôn nè. Túp lô túp ly cực kỳ đẹp. Số tự động, động cơ nhỏ, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Bên em thì có Accent hatchback và Accent sedan luôn. Anh em qua lựa thoải mái nha. Trần rin theo xe luôn nè. Quá đẹp luôn nè anh chị, cũ số nè. Xe chạy rất là ít cây số nè. Máy gầm chuẩn hết rồi, về đi thôi. Đó. 285 triệu, xì ba đẹp cho anh em luôn, nguyên zin không lỗi. Đó, rất là đẹp nha, số tự động nha. ABS, túi khí, gương kính chỉnh điện, gập gương, cụm đèn, cho đèn rất là đẹp luôn nè. Anh em về chỉ việc lên xe đi thôi. Biển Sài Gòn nào thấy thích mẫu này thì cứ nhấc máy alo mình. 4 mâm 4 vỏ mới luôn nè. Đăng kiểm thì còn được tháng hơn. Dàn ghế zin theo xe. Đó, bao xài anh chị nha. Có giao lưu bù trừ, có đổi, có cho nợ, có bán thiếu. Đó, anh em nào thấy ưng ý thì alo cho em qua số 0866 678971 0834 33 3371 nha. Em cảm ơn nhiều anh em ơi.